Chào mừng quý vị, cô bác, anh chị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, những người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Và cũng nhờ vào tài năng cùng với sự chăm chỉ của mình mà những người này đã sớm xây dựng cho mình được một sự nghiệp vững chắc và rất ổn định. Trong tháng 8 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ một tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp thì sẽ giúp cho bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy thì trong tháng 8 âm lịch này, thành công của những người tuổi Hợi tốt đẹp ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết về bài tử vi phân tích chi tiết ngay sau đây của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mệnh thoa xuyến kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người, rất quan tâm, chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng và đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng. Ở tuổi 51, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp kỷ âm thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết bất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp tuổi Tân Hợi trong tháng này không đạt được bước tiến đáng kể, mà chủ yếu vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn thị phi không đáng có. Thậm chí có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc. Gia chủ cần giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Như vậy chỉ khiến bạn mắc thêm sai lầm và từ đó có thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của những người tuổi Tân Hợi trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn, tuy nhiên chi tiêu nhiều hơn thu, dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Gia chủ cần tránh đến những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn, sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng là một trong những cách rất hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe tốt, tránh tình trạng đột quỵ nguy hiểm. Các quý vị gia chủ Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên của tuổi Tân Hợi không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc quan trọng trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu cứng cổ khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sử và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp đinh tỵ, có nạp âm sai trung thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp kỷ tỵ, có nạp âm đại lâm mộc. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là tân tỵ, có nạp âm là bạch lạp kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp giáp dần, có nạp âm đại khê thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính dần, có nạp âm lưu trung hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp mậu dần, có nạp âm thành đầu thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp ích được cho tất cả quý vị, giúp cho quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước và tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.